Tuyền, xin chào cô chú chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh Kim Tiền Hàng Nhật Bản nha. Hôm nay thì lên được 90 số mình chú. Hết cờ. Hết cờ kinh. Ai chết mẹ rồi. Cái này nó lật lìa lật loại người ta. Rồi, nó chết chưa? Đó. Rồi mấy anh chú mà xem video mà cái số nào ưng cái bụng thì cứ nhắn cho Tuyền ha. Đây thì mấy mặt hàng trước bên Tuyền còn nè. Cảo này ha, cảo cảo còn ít cặp đó, cặp cảo cảo nhỏ, cảo lớn, cảo ép này. Cái này nó xuất bao bì ra nó dơ quá, lấy cái xấu quá. Đây nó nguyên cặp xấu quắc mà nó tiền giao thì giao cho mấy chú ha, những cái cặp hàng mới như vậy nè. Cái cảo này á, nói chung là mấy anh chú nhận hàng rất là thích ha. Nói chung là hàng nó có nhiều, rất là nhiều người nhận hàng rồi, báo là nếu mà không nói hàng, không nói là của Trung Quốc là cứ nghĩ là chính hãng Nhật luôn. Cái này là cái này China xuất Nhật mấy anh chú nha. À, nên tiêu chuẩn nó rất là cao, thép sắt đồ rất là dày luôn nè. Cái này nó dài 450 ha, bề ngang của nó là 80, cạo ép. Rồi cạo nhỏ thì nó cái này dơ quá ta. Cái này nó xuất sổ bao ra nó. Nói chung hàng bãi là vậy nó mấy chú. Hàng trong tùng chưa xài nhưng mà. Rồi, cái này nó bề ngang của nó là 100. Ủa bề ngang nó 80, dài 100. Nó có thông số, nó có thêm một cái lớp bao nữa nè mấy chú ha. Một cái lớp bao thay thế này nữa nè. Đó. À, cảo này một cái mấy chú mua một cái thì 150, một cặp thì 250 ha. Còn cảo lớn thì một cái 250 mà một cặp thì 450. Đó. Còn ít cặp, chú nào chốt thì cứ nhắn cho em địa chỉ ha. Rồi nè, cái này 5 cái nè, nó mấy sủi nè, 5 cái 50 ngàn tiền đó, vô combo hết rồi. Còn vô đây để họ tiền lên số nha, lên số cho mấy chú dễ chốt. Rồi trở lại cái hình thức thanh toán, nếu mà ship COD á, nhận hàng thanh toán thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship ha. Đơn 300 trở lên chuyển khoản thì tiền sẽ có ship luôn. Đưa cái bao tay này đứt mẹ vậy. Dục cái bao tay này ra đi. Rồi xem kênh đó mà để được nhận thông báo sớm nhất thì mấy chú xem kênh cho Tuyền xin một nút like và một nút đăng ký kênh, là để khi mà Tuyền lăn lên video mấy chú được nhận được cái thông báo sớm nhất ha. Ở hôm nay có mặt hàng mới chưa xài, mặt hàng cũ, nói chung là nhiều nay nhiều, cũng nhiều hàng thiệt. Dạo này hàng nhiều lắm, hàng về hoài em soạn bởi vì không có kịp mấy anh chú. Ừ. Đó. Rồi, bắt đầu mình vô số 1 ha. Số 1 nè, như thường lệ bánh xe, nói thì mấy cái số mà thứ tự như thường lệ nha, đầu video thì Tuyền để vẫn để là cái số quen thuộc á, để cho mấy chú xem, tại vì video lên liên tục cho mấy chú khỏi phải nhầm số. Chứ thì Tuyền cũng biết là giống như bữa anh chú mấy chú nói lên một lượt bánh xe á, nhưng mà mấy bánh xe này á là mặt hàng Minh Tiền, mấy bánh xe này nó nhiều ha. P50, ố P38 nè. P38 ha. Cao từ mặt đất lên mặt bích đó là nó cao được 5 phân. Cao 5 phân ha. Đó, cái này nó chỉ dơ thôi mấy anh chú. À, nhựa lò chất liệu cũng rất là tốt luôn. Rồi số 1 60.000. Rồi số 2 P50 ha. P50 thì nó cao từ mặt đất lên mặt bích là 6 phân rưỡi mấy anh chú ha. 6 phân rưỡi thì combo của nó là gồm hai cái bánh xoay nha. Hai bánh này xoay nè. Rồi hai bánh xoay. Rồi hai bánh này cố định nha. Đó. Rồi, số 2 là 70.000 ha. Rồi, số 3, nó bộ bánh xe số 3. Bánh xe số 3 này hiện tại trong trong kho Tiền thì chỉ còn số 1, số 2, số 3 là nhiều thôi. Còn những các bánh đó kia là nó Tiền soạn tới đâu thì sẽ lên tới đó ha. Chứ nó không còn đủ bộ mà nhiều nữa. Mà giống như bộ hôm nay bộ số 3 nè. Hàng đó, số 3 này phi 50, 150 mấy chú ha, phi 150 ha, bề ngang gần 5 phân. Cao là 1 tấc 9 ha, nó cao từ đây lên đây là 1 tấc 9. Bánh nào thì 4 bánh nào cũng xoay hết mà không có khóa mấy chú ha, không có khóa, hết khóa rồi.
bộ bánh này lúc trước là 500.000 một bộ, nhưng bây giờ hết khóa thì là bán giá của nó là 350, mấy chú nặng 7 kg luôn nha. Mấy chú nào mà tải bánh tải mà 500-600 kg đổ lại thì bánh này là rất là ok luôn. Cái này là nhựa thì nó chạy giống như ở bánh nó tải trong cái kho đá vậy. Nó bị sần mấy chú, bánh nhựa thì mấy chú thấy nó bị sần ha. Còn chất liệu nhựa ha, bên đây ha mấy chú nhìn nè, dòng bánh nhựa còn mới và còn đẹp á, chứ không phải là bánh mà lão quá đâu mấy chú đừng có lo ha. Rồi mấy cái bánh này á, tiền bao đổi trả mà hàng mà bị bể bi rồi á, tại vì trước khi gửi hàng thì cũng có đã kiểm tra rồi, nhưng mà nhiều khi nó có sơ sót á, nó có bể bi hay gì đó, tiền mà đổi trả ra đổi cho mấy chú luôn, có vấn đề gì hết. Nó rồi số 3 giá của nó là 350.000 mấy chú ha, 7 kg chuyển khoản tiền bao ship nha, 5 kg cho lên là ship của nó là 57.000. Rồi số 4 như thường lệ ha, như thường lệ đây là dũa kim cương. Nó dũa này gắt lên làm nhanh bén những cái mặt hàng như là dao kéo rồi nè, mấy cái kéo mà mấy chú khỏi cần mở ra ha, dũa này bén liền luôn. Cái này là hàng mẫu từng để có khi có khách đồ lợi người ta lấy người ta dũa chơi coi bén không á, người ta mua hàng á, cho nên là cái hàng này hàng mẫu thôi, chứ mà tiền gửi cho mấy anh chú là cái hàng chưa xài mấy anh chú ha, chưa qua sử dụng, nó rất là mới chứ không phải là như vậy thôi ha, không phải như vậy đâu nha. Rồi số 4 120.000. Nhiều khi khách lại cái cầm lên rồi cái dũa thử vô cái đồ á, để từng lễ cái mẫu cho người ta sử dụng để thương thử á. Rồi số 5 nè, cái số 5 nè, giá của nó 130.000, dài 26 cm mấy chú. Này dài 26 cm ha. Nó kéo này á, cắt vải siêu bé. Rồi, cái hàng này hàng mới chưa xài nha mấy chú ha. Mới chưa xài. Cắt tới đâu là bén tới đó luôn. Tại này là lâu rồi, không có test đúng không? Mà tại vì đây bán từ cái mũi mấy chú yên tâm luôn, cái này mấy chú bao tiền bao, mấy chú kiểm tra hàng nhận hàng kiểm tra mà test hàng luôn mà, cho nên là nhiều mấy chú nhận hàng cứ test hàng ok trước mặt nhân viên bưu điện nha. Rồi số 6 giá của nó là 150.000 luôn. Số 7 nè, số 7 cây này dài 31 cm, nó 31 cm ha, hàng thép cập cực kỳ nha, rất là bén luôn ha mấy chú ha. Đó, rồi số 7 cây kéo giá 170.000. Rồi số 8 nè, số 8 đây, bộ bánh xe này là bộ bánh xe của clip trước nè, bộ bánh 41 khách chốt rồi ha, khách chốt mà ông kêu chuyển khoản, ông nói gì dữ lắm, ông nhận hàng xong rồi ông chuyển khoản cho, cái nào khó quá thì bỏ qua. Đây, cái bộ này là bộ số 41 trước của clip trước nè, của clip hôm qua kia gì á, của thứ 7 á, nè 41 nè, khách chốt rồi nè, đó thấy không. Thôi xé cái này ra đi, bữa nay lên số 8 nha, đó chốt rồi mà ông kêu chuyển khoản, ông nhận hàng xong rồi ông kiểm trợ chuyển khoản cho nên là khó quá, cho nên là tiền này tiền xả ha. Đó, bánh này thì còn hiện tại là nó một bộ này từng được lên được bộ này thôi ha, thì bánh này nó cũng bánh nhựa, bánh nó màu xám anh chú ha, nè cái này màu xám nó dơ thôi. Rồi, cái này của Korea ha, sắt nó rất là dày luôn. Bộ này á nó nặng 8 kg ha, nó nặng hơn cái bộ bánh đỏ luôn á. Nhưng mà nó tình trạng á, nó bị nè, giống như một hai cái nó lu á. Nó bị ố á, ố hơn ha, nhưng mà chất liệu bánh nè, rất là ok nha. Nè, cái này nó bị sóc nha, nhưng mà tét không ra luôn mấy chú. Nếu mà dạng mà bánh mà lỏng quá như vậy là đụng tới là nó bể hết trơn luôn. Cái này phi của nó một chăm cũng 150 ha, bề ngang của nó cũng tầm 5 phân luôn, cao 1.9 luôn đó, tải 500-600 kg là bình thường ha. Rồi bộ này nặng 8 kg, gần 8.5 kg nha. Rồi số 8 320.000, có một bộ mấy chú thôi nha. Trời ơi mấy chú hiểu mua hàng á, mấy chú hiểu hôm cái nếu mà chuyển khoản á là phải chuyển trước tiền mới gửi ha, cái này tiền không có bắt ép buộc ai chuyển khoản hết. Nếu mà anh chú thật sự tin tưởng á, mua hàng á thì mình chuyển khoản rồi thì mới gửi ha, chứ còn mà nó không thì thuê COD chứ không có chuyện mà nhận hàng xong rồi mới chuyển khoản nha anh chú.
Trời ơi, mấy ông nhận hàng xong rồi mấy ông không chuyển khoản, không biết tường đâu mà mới đi tìm à. Còn ở đây cửa hàng ở đây mình bao bán buôn ở đây, cái uy tín qua bán buôn bán ở đây. Có khi trời ơi, nhiều người di chuyển cho một đống tiền biểu soạn hàng đó, chứ còn chưa soạn kịp nữa. Cái này số 9 đời dũa nè mấy chú ha. Đây là nó, dũa này là dũa tam giác nè, tam giác nha, hàng của Jetton, hàng này hàng siêu thị chưa 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 qua sử dụng luôn nha mấy chú ha. Đó, cái dũa này, dũa tam giác này ha, mấy anh chú dũa cưa ha, là bá cháy luôn. Rồi số 9 50.000. Số 10 nè, số 10 dũa bản ha, dũa sắt, cái này dũa sắt ha, bản 2,5 phân, chết cha lấy lộ vô. Nghe rồi, nghe rồi. Đây, bản 2,5 phân mấy anh chú. Cái này nó dài, tổng thể thì nó dài 31. Còn tới chỗ dũa không này nó dài 23 ha. Rồi số 10 30.000. Cái dũa này chưa xài mấy anh chú, chưa qua sử dụng ha. Này dũa cắt bén. Rồi cái dũa số 11 nè. Dũa này quá trời bén luôn ha. Cái dũa này thì nó dài hơn cái dũa kia xí. Dũa này dũa gỗ. Đây đây, tại vì mũi nó rất là nhọn 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 lên á, dũa gỗ chắc siêu bén. Cái này nó tới chỗ dũa là 28 ha. Tổng thể cái này nó dài được 37. Bản 2,5 luôn. Rồi cái này số 11 30.000. Rồi 12 lục giác. Đó mấy anh chú xài lục giác 10 ha, chữ nó hiệu nó cầm nó làm chữ T ha, rất là dễ dễ sử dụng. Hàng của Zeton. Đây, 10 chưa xài. Rồi số 12 50.000. Rồi số 13 con vít đóng nè. Vít này ba ke mấy chú, ba ke mà vít này là vít bé ba. Gần 8 ly luôn. Cái này nó rất là dài mấy chú ha. Đây này. Cái này nó dài được 37. Đó. Số 13 ha, 60.000. Rồi 14. Đó. Vít này rất là tiện sử dụng nè mấy chú ha. Cái này cái mẫu tiền tháo ra cho nên nó bị cái nó có một lớp bào bọc cái mũi lại nữa. Đó, cái vít này rất là tiện sử dụng thôi, bỏ vô giỏ đồ nghề gì ha. Cái là nó được nè. Một cái đầu này đầu BH2 nè, với trừ lớn trừ nhỏ ha. Đó. Nói chung là lô đồ mới này, lô đồ mới này hàng siêu thị á, tiền về được ít, mỗi thứ ít luôn á, rất là hàng ok luôn. Rồi số 14 50.000. Rồi 15 nè. Mũi khoan 2 ly luôn. Đó, mũi khoan 2 ly ha. 5 dĩ. 5 dĩ mấy chú ha, 5 dĩ 50.000. Mỗi dĩ là 10 mũi. 2 ly. Cái này khoan sắt ha mấy chú, gờ vô rất là bén luôn. Có 50.000 hả mấy chú, mua gộp đơn ấy rất là dễ xài ha, tiền bán lẻ gì cho mấy chú gộp đơn á, dễ sử dụng. Nếu như mấy chú muốn mua một mũi khoan hay là vít này vít kia nó dễ sử dụng ha. Rồi 15 50.000. 16 nè, ba vít tuyệt vời đẹp luôn, hàng của Zeton ha, nhựa rất là đẹp luôn mấy chú. Nhựa nó hàng chưa xài, chưa qua sử dụng ha. Cái này á, hai cây cộng một cây trừ dài luôn ha, một cây trừ dài luôn. Cái này có 500. Cái này BH1 và BH0, BH1 và BH0 ha. Cây này cây màu xanh, cây này trừ này nó dài nhất là của nó là 34. Nhá dội. Mẹ mẹ, quá trời quá đất à. Qua 30. Cây ngắn nhất. Lấy đầu vô vô nó kêu ôm xong. Cái này 24, gần 24. Mũi vít rất là đẹp em chú ha, chưa qua sử dụng mà. Rồi số 16 100.000 ba cây quá chị im. Rồi. Rồi 17 nè, 17 cây này khóa 24 anh chú ha. Khóa 24 nè. Đó, cây này chưa qua sử dụng luôn. Đó. Mấy hàng này China xuất Nhật mấy chú ha, cho nên hàng nó rất là chắc chắn anh chú. Nè. Tem mạc. Ở bển nó qua một đợt hàng cái bắt đầu nó bị nó đi thanh lý á. Thanh lý á. Hàng siêu thị ở bển nó vậy đó, hết hàng nó hết đạt cái đó thanh lý. Đây nè, số 17 50.000.
18 nè, 18 sủi bay ha. Mấy này mày không mua mấy cái này quá trời quá đất. Xọn ra hết rồi, 2 thùng cái này luôn á. Xong nó chưa qua sử dụng, nó rất là bén. Đó, mấy chú xem mà cái mã nào thì mấy chú nha. Nói chung là cũng dễ. Đó, mấy chung mấy chú xài ít. Xài ít thì mình mua combo này nè, số 18 nè. Số 18 thì một cái bay ha, nó gồm một cái bay nè. Mấy cái hàng này nó bị ố mấy chú ha, nó ố thôi chứ hàng chưa xài đâu. Đó. Rồi sủi nè. Cái sủi này á bén bá cháy luôn mấy chú, cái này inox nha, cái này 12 năm nè ha, cái bản to 12 năm á. Đó, cái bản này 6 phân nè, hai cái này 6 phân nè. Đó, mấy cái này nó ố thôi. Có cái nó bị ố, có cái nó bị dính dính giấy á, giấy nó bị mưa nó ướt á, cái nó bị xét thôi chứ còn cán đồ nó còn cứng khừ ha. Nói tên luôn nè. Đó, sủi lên sơn luôn nè ha. Sủi với cái cần nó xấu bành xác luôn. Đó, rồi cái này 4 phân. Rồi đó, combo số 18 này á thì mấy chú nào xài ít thì combo 18 này ha là 70.000. Có sủi có bay 18 ha. Cộp lại luôn bạn ơi. Rồi 19 nè. Combo 19, nó 19 đó mấy chú nào mà mua nó xài nhiều là nè, cái này thì nó cũng y chang vậy ha. Bộ sủi nè. Này 12 năm nè, nó hai cây này, nó bị ố nè, dính. Nó dính gì nữa không chứ. Nè. Rất là bén luôn. Đó, combo rất là số 19 50.000. Quá rẻ cho một cục tinh. Rồi số 20. Cái này tiền sắp đổi lại cho cái hàng mới cho nó đi một chung một số. Đó, 20 mấy chú nào mà xài bay nhiều hoặc là mấy chú có thể mua hai combo. Ha. 19 20. Đó. Bay nè. Này bị ố nha. Không có cái nào xài rồi hết trơn mấy chú. Cái này mấy chú nào mà có bán cửa hàng đồ này kia ha, mấy cái này về bán cũng ngon lành luôn. Rồi số 20 ha, 50.000. 21. 21 đây giấy nhám. Đây. Được một mớ giấy nhám luôn nè mấy chú, hàng nè. Kim cương. China. 240, 240 là nhiêu ta? Như đám nhiệm mệnh nha mấy chú. Cái này bề ngang của nó là cái thước mình có non, có non không trời. Ta kêu 240 mà mình đo có 235 mà. Cái này nó dài 280. Để cái độ mịn nó bao nhiêu ta? Cái này nó không có để độ mịn nữa. Đây. Nguyên sắp này nó 20 miếng anh chú. Nè. Cái này chưa qua sử dụng anh chú ha. Cái này rất là mịn luôn. Đó, chưa qua sử dụng nha. 20 miếng luôn á, 20 miếng nha. 20 miếng. Cái này 21 ha, giá của nó 50.000. Rồi 22 nè, đó rồi 22 combo chìa khóa nè. Đây. Đó, mấy chú cái chìa khóa này á mới thì nó là China chứ còn xài cũ rồi đó là toàn là Nhật. Cái chìa khóa này 30 và 32. Không, còn tem còn mạt ha, mấy hàng siêu thị là nó tem mạt nó để gì mấy chú. Rồi cái này 24 và 26. Cái này phần mấy chú nha, cái này 15 phần 16 nè, cái này 3 phần 8 nè, đó. Mấy cái này là chưa xài hết mấy chú ha. Cái này 24 đó, nói chung mà mấy chú mua combo thì cái này nó rất là rẻ ha. Combo thì nó rẻ hơn mua lẻ. Đó. Rồi một cây chữ T nè, cây chữ T 17 chưa xài hết, mấy cái hàng này chưa xài. Rồi, cái chìa khóa 15 luôn. Thằng ư 18 19 nè. Made in China in chìm luôn mấy chú nha. Nói chung là hàng có sao từng nói y chang vậy. Rồi. Cái này 12 ha, đầu dòng đầu miệng, cái này 9 ly nè. 9 ly ha. Cái này 9 ly. Rồi, cái này số 22 110.000. Một combo chìa khóa chưa qua sử dụng. Thắt thép đồ rất là ok hết. Ây da. Rồi, 23. 23 combo mũi vít. Mũi vít và mũi mũi khoan lộn xộn, mũi đầu bắn vít nè. Này vít này đạn hàng đã qua sử dụng luôn chú. Hàng đã sử dụng rồi ha. Hàng của vít
sale rồi rồi anh nét gì tùm lum tà la hết trơn á. Ha, biết hai đâu. Có một hàng đó mà sử dụng thì hàng nó bị ố nó xét. Nó vệ sinh xong nhưng mà mũi vít còn rất đẹp. Đó lại thêm ba mũi bắn vít này ha, hai mũi bắn gỗ, một mũi bắn nhôm. Bằng nhôm. Rồi số 23 100.000. Rồi 24 nè. 24 cái này cổ dê mấy chú. Cổ dê này chưa qua sử dụng nha. Cổ dê này ở trong siêu thị luôn nè. Nó nguyên này nó mỗi thứ nó có một ít ít, nguyên cái sọt nó về nó có ít 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 mấy chú ha. Cái này trời ơi Phật ơi. Cái gì tà lưa tà la không biết. Cái này dòng của nó nè. Dòng của nó này gần tắt ra 9 phân rưỡi nè. Một dòng. Dòng này 8 phân. Phố ơ. À rồi mấy này một cỡ nè anh chú ha. Đó. Đó, nó đủ cỡ. Rồi cái cỡ này để thêm thôi. Đó, cái này 6 phân ha. 6 phân là 2 4 6 7 cái. 7 cái 6 phân nè. Rồi cái này mấy phân nữa? Cái này 5 phân rưỡi. Đó. 3 cái này cặp. Rồi ba cái này. Ba cái này 4 phân. Rồi này cặp. Cặp này nó 3 phân rưỡi. Rồi. 2 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 cái mấy anh chú nha. 15 cái cổ dê này. Rồi số 24 40.000. Đó mấy anh chú mua kèm đơn luôn. 24 rồi 25. 25 đầu kẹp phang nè, đầu đập kẹp phang đầu chui bắn vít nha, đầu chui bắn vít. Cái đầu này á nó để là một cấp 1.5 ha, 1.5 đến 10 nè. Cái này 1.5 đến 10 ha. Makita, Makita. Cái này là USA, cái này công nghệ Mỹ hả? Đúng rồi. Da băng, anh chìm nha. Cái này có mũi khoan trong đây luôn nè. Cái này nó để như ISEN gì. Thì không tháo ra thôi chứ hoạt động ok chứ nha. Nguyên si nó vậy thì để vậy luôn á. Rồi số 25 150.000. Để một kiếm trái khế mở khoan dựa này nè. Vô luôn. Không vô hả? Không phải, không phải chắc thế à? Ủa quên nữa, cái này nó trơn đâu có khía đâu ta. Ủa rồi dặn sao mắc gì? Gì? Rồi lấy sao ông nậu? Rồi cái này về nghiên cứu luôn mấy ông ơi. Bóp ông nội tôi. À đúng rồi đúng rồi. Nè nhắn vô được nè. À nhắn vô. Nhắn vô rồi dặn. Đúng rồi mấy ông ơi. Đè vô dặn nghe mấy cha. Có khớp nữa nè. À nhắn vô rồi đúng rồi. Công nghệ của Mỹ nó dài xài vậy không. Rồi số 25 150.000 mấy chú. Cái này không có dài mở khoan. Rồi 26. Đây. Bữa nay đồ mỹ nghệ gì nè. Đồ hoa văn gì tùm lum ta la ha mấy cây này nè. Này khuôn mẫu của ta làm bên cái gì không biết nữa nè. Tiền cũng không rành cái này luôn. Cái này mấy cái này làm bao nhiêu người tranh cãi rồi nè. Người nói lầm bạc. Đây ha. Nó y 46. 6 cây này ha. Rồi số 26 70.000. Cái này mấy cái hàng này còn tem còn mạt chưa xài luôn mấy anh chú. 26 70.000. 27 nè. Không chấm gì tùm lum nhưng mấy hàng này của da băng mấy chú nha. Nè. Đó, mẫu gì nè. Đó, cái này khuôn mẫu á. Rồi số 27 ha 70.000. Rồi 28 nè. Mấy cái này thì không biết cái gì nè. Nên chú lấy mấy cái này về. Mua chốt cái này về. Khiều móc làm gì nữa.
Cái này nó để mili nè, số đây nè. Lại cái gì không biết nữa. Đây là một đầu dao nè mấy chú ha. Đầu này đầu dao nè. Để ngoái lỗ tai. Nè. Mấy cái đầu này đầu móc, đầu dao nè. Đó, mấy cái đầu lưỡi này nó rất là bén nè, nó ngoằn ngoèo ha. Kiều móc gì không biết nữa. À, đó. À cái này giống một bộ làm móng gì chờ. Pujama. Đó, mấy cái dao lưỡi này bén nha mấy chú ha. Lưỡi này nó có con dao che lại mà bén. Rồi, combo số 28 nè, 70.000 luôn. Rồi 29 nè. Đó anh chú nào không dặn cái này thì chốt là coi xem mà chốt lên tiền nha, tiền không nhớ anh chú nào dặn nữa nè. Tôi có cái này nói cho anh nè. Tiền có biết đi, bây giờ không nhớ. Đó thấy không? Quằn mèo mà. Móc gỡ gì đó. Khóe. Rồi 29 70.000. Rồi 30 nhíp nha. Nhíp. Nhíp gấp sâu. Thì nói gấp sâu thôi chứ mình chú muốn gấp gì gấp nha. Nè mấy này là nhíp gấp nha chứ không có nhíp nhỏ nghe mấy không. Gấp. Mà là nhíp gấp không à. Đó. Ba cây đứng nè, hai cây cong nè, thẳng. Rồi số 30 70.000. Rồi 31 nè, cũng nhíp luôn, cong. Mấy cái mũi này nó nhìn nó bén ghê, nó ởm, có hai nhổ. Rồi số 31 70.000. 32. 32 một cây kèm anh chú ha. Cây kèm này rất là bén anh chú ha. Kèm này nó có găng nha, có găng nhuyễn nè, nó găng này nè. Mũi nó rất là cong cong mà cong cong, lưỡi nó mỏng, mũi nó kiểu nó nhọn nhọn hoắt luôn á. Nhọn hoắt nó rất là bén luôn á. Ha, rất là nhạy và bén nữa. Mũi nó rất là đẹp nha. Đó nè. Rất là đẹp. Đẹp bén nhưng mà không biết người ta làm cái gì nè. Cái này gấp kim cương hột xoàn vậy á. Rồi cái này nó 16 ha. Rồi cây này số 32 70.000. Quá trời bán cái mũi. Rồi 33. Cây này không biết làm gì luôn. Cây này thì không biết bà làm gì luôn nè. Đó bên trong nó hốt ha. Này bẻ răng. Đó kiểu mẫu nó gì nè. Chung là mấy kèm này rất là đẹp mà nhìn kiểu mũi nó bén lắm. Này dài 14 ha. Rồi số 33 40.000. Này chốt cả cặp luôn đi. Rồi 34 nè. 34 lưỡi này là lưỡi dao ghép anh chú ha. Dao ghép nè. Tem nó tem. Mấy cái dao ghép thép này mấy anh chú mài bén cực kỳ ha. Cái này dài được tới 22 ha. Lưỡi xéo xuống đây là nó dài 6 phân rưỡi. Rồi số 34 ha, 50.000. Rồi 35 nè. 35 dao ghép xếp ha. Dao này đẹp nè. Đó, chữ hình chìm đây. Dao này lưỡi dài được 7 phân rưỡi. Đó. Rồi số 35 70.000. Dao này bỏ túi luôn. Rồi 36 nè. Dao bữa nay đẹp mấy chú ha. Dao bữa nay đẹp không à? À dao đẹp ha, chữ anh chìm là thép còn đẹp luôn ha. Đó. Dao là mấy cái giữ lao thép này rất là bén. Cái lưỡi dao này được dài được 7 phân rưỡi mấy chú ha. Cán còn ok luôn. Rồi số 36 80.000. Rồi 37 nè. 37. Dao cán còn ok luôn ha, chữ anh chìm đây. Cái đầu này nó hở. Cái này lưỡi của nó được 7 phân. Rồi số 37 70.000.
37 ha, 70.000. Rồi 38, 38. Dao này dao cũng dao thép luôn. Đó, chữ. Rồi con dao này ha, 38 ha, 50.000. Dao này rất là bén. Rồi 39 nè. 39 con dao này dao xếp gọt trái cây bên chú ha. Hàng của Pom gì đây? Pom be gì? Lưỡi còn rất là bén luôn, mới tinh nè. Dao này bỏ vô vỏ đi du lịch gọt trái cây. Rồi số 39 60.000. Rồi số 40 nè, 40 dao mít bôi ha, cây này cây mít bôi nè, cán lưỡi còn đẹp luôn. Con này 40, số 40 70.000 ha, 40 70.000, lưỡi đẹp. Rồi 41, 41 combo thước. Này thước chim cánh cụt, cây này 5 xăng 10. Góc. Rồi cái này góc kiểu này luôn. Rồi hai cái góc nè, góc 15 nè, góc này cái này nó số nè, nó muốn bay màu rồi. Rồi một cái thước lá gửi luôn đó. Rồi một thước này số 41 100.000. Rồi 42 nè. 42 ha, cưa. Cái này tay cầm của cưa sắt mấy chú ha, rất là tiện sử dụng luôn. Rồi số 42 ha, 50.000, dặn ra rồi điều chỉnh lưỡi dài ngắn thôi. Rồi 43 nè, 43 ha. Cây kìm bóng cót. Đó, kìm bóng cót mấy chú ha. 1.5, 2. 5.5, 8. Đó. Đó. Hiểu nó này, kiểu nó dày ha, mỏng mã nó còn đẹp, cái hiệu tem của nó đây nè, cái hiệu này có mộc Matias gì không biết nữa. Em cái này dài được 27. Rồi số 43 nè, 120.000. Rồi 44, một cái chìa khóa luôn, khóa này khóa nhanh lắm chú ha. Này 7/8, 11/4 nè, cái này 23/32 nè. Mở từ 23 đến 32 ha. Rồi găng màu rất là đẹp, mới cáo luôn ha. Rồi số 44 70.000. Rồi 45 nè, 45 ha. Cây này cây kìm găng đời cổ, găng đời cổ nè. Miệng còn đẹp lắm chút ha, mọc mọc cái này, cái cây này của Nhật nha. Bữa về cây của Đức. Cây này của Nhật. Cán của nó nè. Vẫn còn cứng thử ha, chỗ này nhìn nó. Đây. Cái này đời cây đời đời cổ luôn này, rất là gọn luôn ha. Đó. Rồi cái này là hở hàm và được 3/2. Rồi số 45 70.000. Rồi 46 cây uống ống nè. Uống ống nè, uống đống uống đồng. Cây này của USA mấy chú ha. Này cây này của USA luôn ha. Sắc thép còn đẹp luôn, cây này giống như là cây 6 ly nè. Đó mấy chú để sắt vô ha. Để sắt vô đây. Uống cái này. Cái này 8 ly á. Cái này 8 ly hay 6 ly gì thấy rõ cỡ đó nè, mấy chú thấy nó để thông số nè. Ha, một thông số nè. Uống độ cong của nó nè. Cây còn rất là đẹp mấy chú ha. Bao cán rồi ok hết. Đó, rồi cây này số này nó dài, tối đa nó dài của nó là có 22 năm mà. Rồi số 246 ha, 200.000. Rất là đẹp đẹp luôn. Rồi 47. 47 cây này cây đuôi cây mẫu quạ. Cái mẫu quạ cây này cái này của top mấy chú ha, size 250 nữa ha, bao da còn ok, nước xì còn đẹp, răng nè, đó. Răng còn đẹp ha, có dấu xài nhưng mà răng ok luôn. Cái này có lò xo mấy chú ha, cái này có nè, có trợ lực nè. Rồi cái số 47 ha, 120.000. Rồi 48 nè, 48 cây
cây mổ lết này như chưa xài luôn mấy chú. Cây này của Super này ha, hàng Super nè, cây nước xi rất đẹp nè, miệng nè, cái nước bóng ở ngoài nó còn đẹp luôn, cái này như chưa xài. Cây này mộc nhật anh chìm nữa ha, mộc nhật da băng hàng chưa xài ha, miệng rất là đẹp luôn. Ok rồi, số 48 90.000, cái này size 200 mấy chú ha. Rồi 49 nè, 49 cây kiềm cắt nè, cây này kiềm cắt kẽm gia đình ha, cắt kẽm gia đình ha, bao da còn mới con luôn. Cái này là nước sơn của nó xém chóc sơn rồi, nước xỉn màu xuống xém chóc sơn ha, lưỡi còn rất là đẹp này. Lưỡi đẹp đó, bên này cắt kẽm gia đình mấy chú nè, rất là bén ha. Đây cắt ha, cắt là sáng lưỡi lên chứ không mẻ lưỡi mấy chú ha, cắt kẽm gia đình rất là ok. Rồi số 49 ha, giá của nó 140.000. Rồi 50, cây này cũng là cắt kẽm gia đình luôn, cây này cũng bằng nhau ha, cây này thương hiệu của Top. Đây bao da nè, còn mít tinh ha, lưỡi rất thích luôn, đẹp. Này lưỡi đó nè, đó. Cái này là cái này còn hơi đứt. Đó, lưỡi cắt là bén luôn anh chú. Mấy cái này cắt gia đình là kẽm gia đình đó, lưỡi quá trời bén. Nhỏ gọn, dễ sử dụng ha. Rồi số 50 140.000. Rồi 51 nè, combo kìm nha. Combo kìm. Cái này Danri gì đây. Cái kìm điện ha, cái này dài 16 năm. Kem nhỏ là 12 ha. Cái này 15 năm. Cái mỗi lết đó. Rồi mình đây một cái kìm găng ha. Kìm nhọn chứ. Kìm nhọn hay này kìm nhọn có trợ lực. Cái lưỡi thấy khích mới có cắt đứt không không? Trời Phật ơi, cái dây điện gì nó bự hơn cái kìm đó ơi. Rồi, một cái này bu sa nè. Cái mũi này ha, nó sần, nhìn nó sần nó xấu lắm chú ha, nhìn nó sần ha. Nhưng mà đây nè, cắt điện rất là bén nha. Đó. Rồi một cây kìm điện này nó sần ha. Găng còn ok luôn mấy chú. Đây găng còn quá trời đẹp ha. Đó, chỗ này nó bị nhiễu nước mưa lâu ngày nên nó bị chỉ chỗ đó. Cắt cũng còn ok á, chỗ dưới đây hở ha, nhưng mà trên không còn được. Rồi, cây Ango. Cây này 150 luôn. Ango có gì? Cây này quá trời đẹp ha mấy chú ha. Rồi, số 51 100.000. Rồi 52. Rồi một cây mỏ lết. Cái này thép đen mấy chú nha. Cái này cũng 150 luôn nè. Cái miệng còn thích ha. Có gơ nhẹ. Rồi một cây kìm điện. Cây này 16. Đó. Không, mấy cái này cũ cũ mà cắt rất là bén mấy chú ha. Cái này nó dài 16 năm nè. Cái kìm điện này nó dài 16 năm luôn. Cái này dài 16 luôn mấy chú ha. Rồi cái kìm nhọn nè, răng còn ok mấy chú. Lưỡi thấy thích mấy chú. Rồi ok luôn. Cắt kìm bá cháy. Rồi cái kìm răng nè. Có cái kìm điện. Mũi kiểu đó, mũi kiểu gì nè. Rồi cắt ok mấy chú ha. Rồi cắt ok mấy chú. Rồi nó hồi dướng lại. Rồi số 52 nè, 100.000. Rồi 53. 53 cây này cây cây Mary mấy chú. Đây cây Mary size lớn luôn mấy chú ha. Mẻ ở chính giữa một răng, cái này giống như mẻ răng ha. Bao da nè. Cái này mình chú về cắt nước, có người nhiều người cắt cái ống nước thun quá bằng mềm á, cái này gắn vô ha. Cái này xây hai mấy lần á. Cái này dài 21 năm ha. Mũi ở trên nó rất là khít nè, phần nhìn giữa lưỡi nha. Cái này mà lưỡi dài mình chú cắt ngon.
Đó, cái này tốt điện luôn. Về bên chú vũ cái tròn lưỡi cái nữa cái tốt điện luôn là ba cháy. Ở dưới đây mình cắt kẽm. Ở dưới đây mà nó hở mình cắt kẽm ra, cắt đứt ra. Ở dưới đây mà hở mình cắt kẽm là ngon lành á. Rồi số 53 ha, cây này 70.000. 54. Dây điện ơi. 54 cây này cây cây cắt điện. Tút dây điện xe nhỏ. Cái này dài được 16 năm gần 17. Rồi đất ơi. Rồi cái này cắt cắt dây điện quá chờ bén luôn mấy anh chú ơi, bén quá chờ bén luôn rồi đó. Rồi tuốt dây điện thì ba cháy nữa giữ nữa. Ok này ngon ghê, quá chờ bén rồi. Lò xo nó còn cái này nó là 1.2, 1.0, 0.8 gì rất là nhỏ ha. Cái móc này bị gì chờ. Rồi 54 ha, 80.000. 55 rồi. Cây dũa này chưa xài đâu anh chú, chưa qua sử dụng nè. Có mộc, có mộc đây, chưa mộc chưa. Cây dũa này dũa sắt anh chú nha, ta một bề bán nguyệt một bề phẳng ha, trời rất là bén luôn. Cây này bị ố ha, có tay cả cán mà còn mới luôn ha. Cây này nó dài á, cây này nó dài tới chỗ bào được á, là tới chỗ mài á, là 26 ha. Tổng thể cây này nó dài được 40 gần 42 luôn nè. Đó. Bản rộng của nó là 2/8 ha, 2/8. Rồi, cái số 55 này 50.000. Rồi 56 nè. 56 một cây cái cút chim ha. Cái cút. Cái này mấy chú về làm lưỡi nha. Cái này nó nặng 1,5 kg, 1,5 kg ha. Lưỡi cút nè. Cái này mấy chú về mài cái lưỡi cút một xíu nữa là bén luôn, tem còn đẹp luôn ha. Cái này 7 phân, mấy chú đào đất rồi. Là ok ha. Cái này nó dài được 44 năm nè. Đó, rồi số 56 ha, 180.000. Cái này còn lưỡi còn đẹp luôn. Rồi 57 nè, 57. Cây cắt kẽm cây này của MCC mấy chú, cái lưỡi này chưa xài mấy chú, cái lưỡi này á đâu rồi đây, cái lưỡi này cái cán này là cán nó 450, cái lưỡi cái thẳng của nó bị mẻ rồi đó. Cái này á, hàng nó về nó có mấy cái lưỡi gời rớt á mấy chú nè. Mà ít lắm, ít khi nào mà kiếm được cái lưỡi gời lắm nha. Đó 450 ha, xài 450 cái này của MCC luôn. Thường nó về á, hàng nó về mấy cái lưỡi gời này á rất là ít, hiếm lắm mới gặp. Cái này cáp của nó cắt là 7 ly đổ xuống nè mấy chú ha. Cáp 7 ly đổ xuống ha. Lưỡi này lưỡi cong rất là tiện sử dụng luôn mà chưa xài nữa. Đó mấy chú nhìn cái lưỡi nè. Rất là đẹp luôn. Xài 450, cái này dài được 40 gần 47 mấy chú ha. Đó. Cán tay cầm còn ok ha. Cái này nó chắc mút sơn thôi. Rồi, cái này số 57 250.000. Không, cái lô này về được một cái lưỡi 600 nữa. Rồi 58. 58 đây, cây này đây, cây này là KTC mấy chú ha. Cây này mỗi lít răng KTC, cái này lưỡi còn quá trời đẹp luôn. Ủa cái răng nó quá trời đẹp luôn mấy chú ha. Đây. Răng còn rất là đẹp, bén luôn ha. Cái này xay 350 mấy chú ha, 350. Răng nó quá đẹp. Cái này độ hở hàm của nó là 7 phân rưỡi mấy chú, 7 phân rưỡi ha. Rồi số 58 140 nghìn luôn ha. Dặn số tại dặn lên mất khỏi mất thời gian dặn đo hàm. Đó. Rồi số 58 140 nghìn. Nước sơn cũng còn đẹp. Rồi cây này xe cũng 350 nữa ha, cũng KTC luôn ha, nhưng mà cây này nó chống nước sơn ha. Cây này nó sẽ xấu hơn. Có răng cũng còn ok luôn anh chú ha, không có mẻ răng nào hết. Đây.
Đó, cây này nó xấu hơn thôi, xấu hơn chống nước sơn ha, chết xì ha, nhưng mà găng ngộ ok hết. Cây này cũng y chang vậy mấy chú nè, chống nước sơn nè ha, nhưng mà găng ngộ ok. Rồi giá của nó là 659, giá của nó là 120.000. Rồi 60 là cái bắn silicon nè, cây này còn mới đẹp quá ha, cây bãi là nó vậy nè. Cái này đẹp, cái này của Taiwan, hàng Taiwan mấy chú, Đài Loan đó. Đó, lò xo rất là mạnh ha, cái này còn mới đẹp, Taiwan này nè mấy chú, đây có cái hàng của Super của Nhật, cái này là cái gì, cái này không để cái gì hết, không thấy cái gì đó. Đó. Bơm ok ha. Cái này nó dính sơn thôi, chứ còn tướng thừa ok hết anh chú ha. Rồi 60 70 nghìn một cặp này, 70 nghìn. 61. Ây da. Cái đầu tiếp này 32 nè mấy anh chú ha. Cái này chưa qua sử dụng luôn. Cái này nó nằm ở trong hộp hàng mới trong cái lô hàng mới về mấy anh chú. Đây nè, nguyên cây này có đó nè. Đó. Cây nghe sọc ngang chữ T nè, mấy anh chú xài ốc lớn á thì mình chốt cái này ha. Nó có cây sắt kèm luôn nè. Nó nằm trong bọc và nó bị sét. Sét giờ nè, cây sắt đặc luôn ha. Cái này số 61 nè, 60.000 một cây ha. Một cây nó cầm một cặp này nè, cây này xỏ ngang á. Tay cầm á. Rồi 61 ha, 60.000 một cây này. Rồi 62 nè, nó nằm bao ni lông như vậy nè mấy chú. Mà cây này thì nó còn mới nè. Hàng chưa xài, hàng chưa qua sử dụng luôn. Nó nằm y chang gì khuôn vậy nè. Dạ. Đó. Nè. Của nó nè, hộp. Cái kia nó cũng có hộp luôn mà nó hộp nó cách tà le, hộp me hết trơn rồi. Rồi, còn cái đầu này nè. Cái đầu này 24 mấy chú ha. Đầu này 24. Anh chú coi nè, cái đầu nó rất là dày luôn nha. Quên đo hả? Quên đo chiều dài. Cái này nó dài được 42 mấy anh chú, gần 42. Gần 42 thôi. 438, nó đầu 24 ha. Rồi, cây này hai cây này còn đẹp, cây này 24 mấy anh chú xài. Rồi trời cái sắt. Ôi trời nó quá trời dày luôn, cây này 3 kg. Rồi. Đâu rồi? Cái này 62 ha, 80.000. Cái này đẹp lắm. Rồi 63, chết mẹ. Cái này nó rớt xuống một cái là thúi móng chân luôn á. Giỡn mặt. Rồi vít mấy chú ơi, vít hồ lô. Đây, vít này vít sale nha. Vít sale cán gỗ, cây này cán gỗ vít đóng nha. Ai mũi vít còn rất là đẹp ha. Nè, anh chú xem mũi vít rất là đẹp ha. Hàng bãi về nó bị ố thôi ha. Hàng vít sale nè. Rồi, hai cái hồ lô của vít sale luôn ha. Một cây BH1, hai cây BH2. Cái này cán nó hơi xấu mấy chú ha, sần ha. Nhưng mà mũi vít nè. Quá trời đẹp luôn. Đó, mũi vít còn đẹp ha. Cái cây hồ lô này dài nó dài 25 mấy chú ha. Rồi một cây vít kiểu này nè. Rồi một cây vít nhỏ đó nè. Đó, đẹp ha. Rồi, cái này 63 ha, 200.000. 63 200.000. Rồi 64 nè. Combo 64. Cây này vít đóng. Cây này vít đóng của vít sale luôn. Đó, vít sale ha, cái vít đóng nè. Đó, mũi quá trời đẹp ha, mũi xuất sắc. Cây này em dài. Cây này dài 27 luôn á. Rồi cây BH3, cây BH3 này nó dài được 27 luôn. BH3 nè. Mũi vít rất là đẹp mấy chú. Cái này mũi vít mềm. Rồi một cái hồ lô vít sale luôn ha. Nếu bao nhựa cho này nó nứt cho này không không ảnh hưởng gì tới mũi vít hết. Đây mũi vít rất là đẹp. Rồi một cây vít dẹp luôn. Cái này BH1, cái này KS11 mấy chú. KS1 11, cây BH1 nha.
Rồi combo này 64 ha, giá của nó 200.000. Rồi 65. 65 bộ loa ống nè mấy anh chú. Loa ống cái bộ này hàng mới nha anh chú ha, hàng chưa qua sử dụng. Cái sọt hàng này đi về được cái này đâu gầm 6-7 cái gì á mấy anh chú. Này 6-7 cái gì á. Nè, nó có để thông số phần ha, 1/2, 3/8, 1/4, 3 phần 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 mấy vậy chờ. 5/8, 3/16. Đây, hàng của China mấy anh chú nha. China anh chìm. Cái này chưa qua sử dụng anh chú. Nó có được 60 cái gì á, 60 cái gì á ha. Rồi, cái này tiền bán giá 65, giá 150.000 ha anh chú ha. Rồi số 66 nè. 66 cái này cũng chưa qua sử dụng luôn. Cái này cảo 100 anh chú, cảo số 4 nè. Chưa qua sử dụng nha, cảo số 4, cái này hàng của Taiwan anh chú. Đó, cái lô hàng siêu thị này ha. Cái này cũng được 6-7 cái gì á. Hôm nay soạn ra tới đấy rồi đó. Cái này đây. Cái này made in Taiwan nha mấy chú ha. Made in Taiwan, hàng chưa qua sử dụng. Đây, mũi rất là đẹp. Đó. Cảo số 4 á. Cảo 100 á. Số 4. Rồi số 66 ha. 66 giá 150.000. 67. 67 một cái lưỡi rìu nè, lưỡi này nó bị sần ha. Sần mà lưỡi thép thì rất là bén. Cây này cán cán mấy ổng quấn nè, quấn chì nè. Nó đứt chỗ này nè, đứt chỗ này mấy ổng quấn lại nè. Nhưng mà mấy chú còn xài chán luôn á. Rồi cái này bản của nó là 9 phân ha mấy chú ha, dài được gần 1 tấc. Mini chặt ở nhà ngon lành, chặt củi mấy chú nhẹ nhẹ. Cái này nó không, nó bị ố nha, từ không thấy chữ nha mấy chú ha, không thấy chữ nha. Thép thì rất là bé. Rồi số 67 150.000. Rồi 68 một cây liềm luôn. Cây liềm này liềm độc lạ luôn nè. Đó, liềm như liềm mổ dịch mổ quạ vậy đó. Cây này móc chặt vậy, cây này thép nó dày nha mấy chú ha. Chữ anh chìm đây nè. Cây này nó dài từ bên đây xuống là nó tới 32 năm. Chữ anh chìm ha. Kiểu nó dày mấy chú ha. Đó. Rồi số 68 100.000, thép rất là bén luôn. Rất bé mấy chú ha, cái này giật giật cây đầu to, rồi cái này giật dừa đồ ngon lành luôn á, mũi nó dày, 68 100.000, cán còn cứng khừ luôn, 69 nè, một cây cuốc chim ha, cuốc chim này mini ha, cán nè, chóc tem ha, chóc tem, cán còn cứng khừ mấy chú, nó cây này mấy chú thích hợp làm vườn xung quanh ha, đào được đất nha, cây này nó dài được 22 năm nè. Bản rộng của nó là 4 phân ha. Đó. Lưỡi được bén rồi nè. Rồi, cây này số 69 ha, 140.000. Rồi 70 nè, 70 cái lưỡi liềm mấy chú. Chữ anh chìm ha. Liềm này thông số để là 50 chữ anh chìm ha, một giật. Đây nè. Thông số để 50, cái này mà giật dừa, giật cây đồ ok ha, tại lưỡi rất là dày ha, lưỡi dày gần 6 ly mấy chú ha. Đây, cán còn cứng khừ luôn, tem mạc còn cứng khừ luôn ha. Cây này á, cái cán không mình nó dài được 34 ha. Cây này tổng thể chiều dài nó dài 40. Cán còn cứng khừ luôn. Cái này mấy chú đẽo cây được nè, giật trên cây á mà chặt á. Tại vì thép nó rất là dày chứ không phải mấy cái liềm mà gập từ chuối nha. Rồi cái này 70 ha, giá của nó 140.000. Rồi 71 nè, nó một cây liềm dài luôn. Cây chữ nhật in chìm nè, thép rất là dài, cái này dày, cái này để 60 nè ha, rất là dày, cán nè cứng khừ luôn ha, tem mạc đi chóc tem thôi, còn cứng khừ, cái này nó dài nha, cái này nó dài tổng thể là nó dài được 46 á, cái này dài hơn tí ha. Rồi số 71 giá của nó 150.000. Rồi 72 nha. À, coi clip cự muốn bệnh luôn. Coi clip cự muốn bệnh luôn. Chết mẹ rồi, nó dính vô đây rồi. Rồi dặn ra nó mới ra. Rồi. Mũi khoan gỗ mấy chú ha, cái này khoan gỗ. Đâu rồi, số mấy đâu mất rồi.
đất cư à, cái này nhìn rồi, cái số này 18 còn rất là bén mấy chú ha. Bộ khoan gỗ này mới bén luôn, cái này 18 dài 18 ngắn nè, cái này nó dài hơn, cái này nó ngắn hơn ha. Đó rồi 15 12, cái này mũi 12, mũi này mũi 9. Rồi cái này 24 nè, 22, mũi 28. Đây mấy chú ha, còn rất là mới luôn. Đó, khoan gỗ nha. Cái cây này lùng, này 12 lùng nè. Mũi phét, mũi phay gỗ. Rồi cái này không thấy số luôn, này giống chua được giác thôi. Rồi cái này 72 ha, giá 170.000. Giờ lên đây con Tiên. Đây 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 đây, dưới này trước. Ừ. Trời Phật ơi à. Chưa không cố ơ, đủ mẹ mày giờ họ không biết đường tao làm luôn á. Rồi 73. Trời, bây giờ kiếm gì mà xong. 73 cây cây tắc to nên chú. Bao già ha, bao già còn mới toanh ha, cây này thép. Thép này mấy chú xài hoài không lục luôn á. Mấy cái này hàng cắt tone rất là ok. Cái này nó dài được 22 nè. Thép nó rất là bén, mấy cái dòng cái cắt tone mà thép dài á nó bén lắm. Mũi nhọn nữa, cũng dễ sử dụng. Rồi số 73 ha, 150.000. Rồi 74. Đây. 74, cây này. Cây này thép không rỉ, cây này thép trắng. Đó, cây này thép xi chứ. Cán nhựa có trợ lực mấy chú ha, cây này mũi cong đó. Mấy chú nào mà cắt mà thích có trợ lực đó thì mình cắt cái này ha. Cây nào cũng bén, bén bén quá xa bén. Cái này là lưỡi dài được làm 22 luôn, mũi dài được 22. Rồi 74 140.000. Rồi 75 hai kéo tỉa ARS nè. Đây hai kéo tỉa ARS mũi kiểu này nè, mũi cong cong á, ARS ha. Cây chóc bao da rồi. Cái này tay thì còn cầm, ca tay thì còn ấy được. Cái này dài được 26 ha. Mấy này còn bén lắm mấy chú ha. Hai cây này hiểm đánh tróc cái bao tay cầm à. Ồ, cái tay đây nè. Cái chút gài. Rồi số 75 120.000 ha. Nè cột hàng là con cố. 76. Ủa mày đâu tiếng? Mày đâu à? Nhậu mẹ nhậu. Cái này đầu tuần nhậu. Cái này kéo dài 20 mấy chú ha. Cái này có tán đồng, cái này kéo không có chữ, kéo đúc nguyên khối ha. Đây nguyên bản rồi, quá cho bán nha, kéo này không có chữ mấy chú, tán đồng bên đây. Rồi số 76 ha, 200.000. Cột này là có tiếng 77 772 kéo đó. Cái này một cặp của nó mấy chú. Cái này má mấy chú tỉa và cắt cành là ok nha. Cái lưỡi này nè, đúng rồi, cái đó chú còn làm một tập rồi sắp lại đó, không cắt được cái cành to luôn ấy mấy chú. Rồi gài lại cái này, nó còn lò xo nó hơi rít chưa nhạy. Cái này
này á, hàng nó có tem mà nó bị chóc tem rồi mấy chú, không có thấy tem được nha. Hàng cỏ của Gia Băng á. Này cái lưỡi này nó giống như là ARS, dòng của ARS vậy đó, nó bén dữ lắm bén. Thấy đâu ạ? Không một con hay gì rồi biết đâu. Cái này dài 18, 19 nè. Cái này dài 21. Rồi, cái này số 77 150.000. Cột nè. 78. Đó, một cái tỉa ARS nha, một cái tỉa ARS mũi nhọn. ARS mũi nhọn là tay tét rồi, tét bao da. Rồi cắt tôn xong rồi giục mẹ nó qua bên coi. Rồi, kéo tỉa ARS, cây này mũi nhọn. Rồi một cây cắt cành. Đây, tem nó có dán đây nè. Cây này nó dài chắc tầm 10. Đó, mấy cái lưỡi này, mấy cái này kiểu này nó bén lắm anh chú. Mấy hàng cỏ này chứ nó bén dữ dằn lắm. Rồi, một cặp này ha. Quên đo nữa. Cây này chắc dài 19. Này nha, 16. 7 năm. Rồi số 78 150.000. 78 150.000. Cột lại coi tiếng của mẹ họ nó lộn nữa bây giờ cái thằng này. Rồi 79. Rồi mày để tao chửi mày hoài tiếng trên đây mấy ông này nói tao dữ lắm, không dữ. Cái này 18 năm. Rồi một cây kéo cá ha. Kéo này thép hai lớp anh chú. Chữ anh chịu ha. Cây này rất là đẹp luôn. Cái kéo này cầm lên nó chịu à, nặng á. Quá trời bén. Rồi số 79 80.000. Rồi 80. 82 cây. Cây này cây kéo kéo cá luôn, chữ anh chìm ha. Còn cây này kéo kéo bướm. Cây cũng dài 18. Cây này dài 17 năm. Cây này lưỡi đẹp mà không có chữ mình chú. Cây này bén em chú, nghe kiểu nó sắc mình quá trời bén luôn ha. Đó, bén cực kỳ bén luôn. Rồi hai cây 80 120.000. 81. 81. Cây này hai cặp kéo này kéo vải mình chú ha. Cây này dài 24 gần 25 nè. Cây này dài gần 25 luôn nè. Cây này cắt vải mấy chú ha. Chữ anh chìm ha, tán đồng. Chữ anh chìm tán đồng đó, mấy cái hàng này hàng đó qua sử dụng nó sần mấy chú, để tìm tép vải ha. Có còn cắt vải thì thấy nó sắc nè. Nhưng mà không biết đứt hay không thôi ha. Cái đồ dẻ. Đó. Đó thấy không? Cây nào mà cắt vải cái nó bén anh chú nè, ha. Bén tới cái mũi luôn nha anh chú ha. Đó, còn nào mà không bén mà kiểu mà mấy chú mua về cắt vải mà không bén bằng không bén bén mà giống như chưa có đạt á thì mấy chú mài thêm ha. À. Chữ anh chìm ha, thấy cây này thì nó mặt nó sần sần vậy đó chứ mà lưỡi. Cây này không bén bằng cây rồi ha. Vẫn đứt nhưng mà nó không bén bằng cây này nó bén hơn đó. Rồi cây này ha, số 81 ha, 160.000 một cặp. Rồi 82 nè, 82. Cây này một cây lẻ. Đó mấy chú xài ít thì cây này dài 25 ha. Đây, chữ anh chìm ha, tán đồng ha. Thép còn đẹp. Đó cây này sắc không nằm rồi. Rồi. Bá cháy bén luôn. Rồi số 82 100.000. Rồi 83. Cây này dài 26 sần. Tokyo. Mặt trong nó có sần ha. Nè, có sần không? Ảnh không ảnh hưởng gì tới lưỡi mấy chú nha. Mặt này đẹp nè, Tokyo với cái hàng này á, nó cái chữ nó dài 26 sần. Cái này nó không bén bằng mấy
mấy cái kia, mấy chú mà cắt vải mài lại nha, mài thêm cây này đi. Đó. À. Cắt mà nó không đứng là không có bén ngọt. Đó. Tám mươi ba 140 nghìn, 84 bữa nay ăn chay mấy ông cố ơi. 84 cây này, cây kéo này là gì, Canary, cây kéo này thép trắng còn đẹp luôn mấy chú ha, cây này quá đẹp luôn, cây này mấy chú cắt giải biết luôn á trời, cây này cắt giải mà khỏi lên lai nè, nó cắt sống gì á thì biết sao không, nó không có bị gì ấy. Đó, ngon lành ha. Rồi 84 70.000. Cái này bên chúng mà cắt vải á, nó khỏi khỏi phải lên like, khỏi bung. Rồi 85. 85 cây này cây kéo hồ lô nè. Ha, cây này có rỉ nè, rỉ bên trong ha. Mà cái mấy cái kéo này nó có bén thánh thần luôn á. Bén dữ lắm bén. Mình biết sao mấy ông hay dặn kéo này rồi, tại vì nó bén. Xài gì tới bây giờ nó còn bén. Nó rỉ ngoài mặt nè, không ảnh hưởng tới lưỡi nha chú ha. Rồi 85 80 nghìn, nó nói nó rỉ không đẹp. Rồi 86 nè, kéo bướm nha. Ở mấy anh chú xem cái bướm ha, mấy cái bướm này thép đúc ha, khối nó nặng ghê. Cái này dài 17 năm thép nè, chữ in chìm ha, thép còn đẹp luôn. Cây này hai lớp mũi nè, thép còn đẹp. Rồi 86 ha, 100 nghìn. Tám mươi bảy chữ in chìm luôn, mấy cái thép qua ngày hôm nay thép đẹp. Cây này dài được 17 năm luôn, thép đẹp ghê không. À cái câu này ốc tháo mà chú ha, ốc tháo nè, lưỡi lưỡi bầu. Mấy cây này quá bén luôn, bén ngót, tán đồng, ốc đồng. Rồi 87 ha, 100 nghìn. Rồi 88, cây này thép hai lớp nè, mũi nhọn ha, cây này dài 18 năm, đây hai lớp thép, chữ in chìm. Cái kéo bướm bữa nay thép đẹp lắm chú ha. Quá trời bén luôn. 88 140 nghìn. 89. 89 cây này dài 20 xăng. Ủa? À cái này mũi ngắn cán dài nha anh chú em, cái này 20 xăng nè, cái mũi mũi này cũng nhọn, ngắn hơn mũi này, mà cái mình đó, cái kiểu ở đây nó dài ha, nhưng mà mũi nó ngắn. Đây chữ in chìm nha, chữ in chìm, chữ in đây, thép rất là đẹp anh chú ha, thép đẹp, thép hai lớp. Trời ơi, lưỡi đẹp luôn, bén ghê luôn, cắt ngược cũng bén nữa nè. Rồi 89 150 nghìn. Rồi 90 mã số cuối cùng. Đây, cây này là kéo cắt vải nhưng mà không cắt được vải, nhưng mà mấy chú cắt giấy bìa cứng rồi là ok nhất ha. Quá trời bén luôn. Không có cắt vải được nha mấy chú, kéo này nó không cắt vải nữa. Đó, rồi mấy kéo này kéo chết mẹ kéo. Ủa, bén mà. Đó. Kéo nhà bếp, kéo cắt cành nè, trời ơi cái này cắt cành đứt không, mấy cây quỷ này cắt cành không đứt gì trơn. Có mấy cây này nó bén cắt giải đồ, cắt giấy, cắt nhà bếp đồ đứt, chứ còn cây này mấy cây này bén mấy chú hàng. Rồi có một cây kéo tỉa nữa nè, kéo tỉa ARS. Ê, một cây kéo cắt vải, mấy cây này cắt da bìa cứng đồ bén không mấy chú. Rồi
cái quỷ này, cái kéo cỏ nè, đứt không? Đây cái này, trời ơi, cắt cái cành gì cắt nhỏ nhỏ nè, cắt gì mà bự quá nó. Cái cành này mấy chú còn muốn xài á, mấy xong mấy chú mài lại á, cái lưỡi này nó không, nó lục nhách. Rồi combo kéo này ha, 90 mã số cuối cùng 100.000. Kết thúc cái video ngày hôm nay luôn. Thì xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin kênh ủng hộ ha. Cho thấy thích cho tôi xin một like và chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật video tiếp theo tiềm năng ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.